Kính thưa quý vị, các nhà khoa học Hà Lan vừa phát hiện hóa thạch của một loài bò sát sống dưới biển tồn tại cùng thời đại với loài khủng long tại mỏ đá vôi ở ngoại ô thành phố Maastricht của nước này. Mosasaur dài khoảng 13 thước là một loài bò sát biển đã tuyệt chủng, sống cách nay khoảng 65 triệu năm. Ngay sau khi hóa thạch được phát hiện, nhà cổ sinh vật học Anshop làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Maastricht đã lập tức đến hiện trường để thu thập các mảnh xương sọ, thân và đuôi của Mosasaur nằm rải rác khắp một vùng rộng lớn tại mỏ đá vôi. Tất cả đều được mang về bảo tàng để lưu giữ. Cho đến nay, các phát hiện về Mosasaur đều cho thấy chúng thuộc nhóm Mosasaurus hoffmanni. Bảo tàng lịch sử tự nhiên Maastricht hy vọng sẽ phục dựng toàn bộ xương của con Mosasaur và được phát hiện trước lễ Giáng sinh năm nay để có thể trưng bày cùng với các hóa thạch Mosasaur khác cũng được tìm thấy tại Maastricht vào năm 1998.